3 việc giúp không khí trong nhà sạch để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn. Nếu không khí trong nhà bạn không trong lành, sạch sẽ có ảnh hưởng nhất định lên sức khỏe và trải nghiệm sống của bạn. Nguyên nhân làm ô nhiễm không khí trong nhà thì vô vàn, bao gồm cả mạt bụi và lông thú cưng từ chính những đồ vật thành viên trong gia đình. Vậy làm cách nào để xử lý những yếu tố này và giữ bầu không khí sạch sẽ, dễ thở, loại bỏ những yếu tố gây dị ứng? Mạt bụi hay xuất hiện ở giường ngủ và dễ gây dị ứng. Để ngăn chặn mạt bụi, bạn nên có tấm phủ đệm, phủ bục kê đệm, gối và giặt ga giường bằng nước nóng 54 độ C trở lên mỗi tuần một lần. Ngoài ra, nếu có thể, hãy sấy nóng ga giường cho khô để diệt mạt bụi. Cân bằng độ ẩm trong nhà. Độ ẩm lý tưởng nhất cho không khí trong nhà là 35-60%. Khi độ ẩm vượt trên mức này, nấm mốc, mạt bụi và các chất gây ô nhiễm khác phát triển mạnh hơn, còn dưới mức này thì không tốt cho hệ miễn dịch của cơ thể. Để ngăn không khí quá ẩm, bạn có thể bật điều hòa để giúp không khí khô hơn và bay bớt mùi khó chịu nếu có. Hệ thống thông gió có kiểm soát. Chúng ta thường mở cửa sổ để nhà cửa thông thoáng đỡ bí bách bay hết những mùi khó chịu trong nhà. Tuy nhiên, việc này cũng tạo cơ hội cho những chất gây dị ứng bay vào nhà. Cách tốt nhất để giữ cho không khí nhà của bạn vừa thoáng sạch là dùng máy lọc không khí cơ học có lọc. Loại này sẽ giúp đưa không khí trong lành ở ngoài vào nhà và đưa chất ô nhiễm ra bên ngoài.